cùng với dáng chư thiên, tất cả đều che khuất, diệt các khổ đường ác vì nói pháp vô thượng. Lại che khuất hết ánh sáng của chư thiên, vốn không thể nào sánh được. Ánh sáng đó hay diệt trừ khổ trong ba đường ác, vì tất cả chúng sinh dễ nói diệu pháp vô thượng.